Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên sung phong Việt Nam, 15 tháng 7 1950, 15 tháng 7 2015, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên sung phong Việt Nam, trong những năm qua, cựu thanh niên sung phong nghệ An đã không ngừng phấn đấu và tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Phóng sự sau chúng tôi sẽ nói về tinh thần sung kích trong phát triển kinh tế của hội cựu thanh niên sung phong huyện Con Cuông. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh niên sung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Nguyễn Thị Nguyệt trở về quê hương ở bản Trung Thành, xã Yên Khê, huyện Con Cuông. Để thoát nghèo, vợ chồng bà đã mạnh dạn nhận đất rừng, giao khoán để sản xuất. Nhờ cần cù chăm chỉ, biết kết hợp chăn nuôi và trồng trọt nên hiện nay cuộc sống gia đình bà khấm khá hơn. Ngoài 1,2 hectare trẻ kinh doanh, gia đình bà còn nhận trồng 9 hectare rừng, nuôi hai con trâu lấy sức cày kéo và sinh sản, chưa kể đàn gia cầm, gà, vịt, mỗi năm đã đem về nguồn thu cho gia đình trên 70 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình bà còn đầu tư trồng 300 gốc cam sạch bệnh. Đến nay, vườn cam đã bắt đầu cho quả. Khi về đây thương, thì bác là cùng một uh, sở viên là tích cực chăm lo là công tác của là, là nướng, nướng vườn rồi cũng những cái mặt xã hội đồng viên các con làm kinh tế giỏi về đồng đội á thì cũng là đồng đội thì giúp đỡ nhau khí là công tác có cái điều kiện trí thì mình họ đến nấy đi làm bữa cỏ hay là giúp nhau là cái khí ổn đảo là đi thăm đi hỏi đi đồng viên nhau trong công tác được. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Trự và bà Hồ Thị Lan đều là cựu thanh niên sung phong ở thôn Tân Dân, xã Bồng Khê. Mặc dù cuộc sống của vợ chồng ông bà hiện nay, con cái trưởng thành, kinh tế khá giả, nhưng ông bà vẫn muốn tiếp tục lao động và cống hiến. Ông Sự vừa làm trưởng xóm, vừa là tri hội phó tri hội người cao tuổi. Ông còn nhiệt tình tham gia xây dựng mô hình tổ an ninh cựu chiến binh để đảm bảo an ninh trật tự trong thôn bản. Năm 2014, sau khi thôn bản thực hiện dồn điền đổi thửa, gia đình ông được chia hơn hai sáo đất ông luôn trăn trở suy nghĩ để làm thế nào trồng loại cây phù hợp có giá trị kinh tế cao. Kể từ ngày dồn vùng đổi thổ đến đấy, tôi có nghĩ ra tức là vòng học hỏi họ cách ra Hà Nội chơi thì họ có kể lại là cách tôi thầy tạo họ, tôi hỏi thì họ là bay cho cách trồng thì thế này thế nào thì là tôi về là tôi thực hiện. Thì tôi trồng toàn bộ là được là 150 cây. Và rồi đấy thì bà con tất nhiên người ta sẽ trồng cây như thế này cả. Hội Cựu Thanh niên Sung Phong huyện Con Cuông hiện có 81 hội viên, đa phần hội viên đều sống ở vùng châu, vùng xa, vùng khó khăn. Phát huy truyền thống vẻ vang và khăng ghi lời dạy của Bác Hồ, cán bộ hội viên Cựu Thanh niên Sung Phong huyện Con Cuông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc và các phong trào thi đua. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác nhiều tấm gương cựu thanh niên xung phong điển hình trong vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nếu như năm 2012, toàn huyện có hơn 30 hội viên thuộc diện hộ nghèo, thì đến nay toàn hội chỉ còn 17 hộ nghèo. Hội cựu thanh niên xung phong đây là phân lợi, nói chung là là việc giáo dục con con cái là trưởng Thanh. Là, là, con cái là làm ăn là đều phát đạt thứ hai nữa là 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 những cái hồi Nguyễn cựu thế niên nó phẳng là là ở trọn thống trong cộng đồng dân cư là đều á là chấp hành cái, cái xây dựng cái đời sống văn hóa ở khu dân cư phát huy tinh thần sung kích hội cựu thanh niên sung phong huyện con cuông quyết tâm sáng tạo trong lao động sản xuất vươn lên xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương